quay trở lại với chuyên mục review sản phẩm K-toy của thế giới hoạt hình cartoon. Và trên tay mình đây, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một dòng sản phẩm mới của bộ phim Tốc Chiến Thần Sa Lead Changer. Trên tay mình đang là dòng sản phẩm Coban Gino với thiết kế bao bì đẹp mắt, không khác gì những dòng sản phẩm và những bộ review trước. Đây là dòng xe với khả năng bật nhảy cao nhất trong tất cả các chiến xe Lead Changer. Và sau đây, chúng ta hãy cùng khám phá bên trong có những gì nhé! Bên trong hộp sản phẩm đầu tiên phải kể đến một tờ hướng dẫn sử dụng. Tờ hướng dẫn sử dụng được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, vì vậy các bạn có thể dễ dàng xem được cách lắp ráp cũng như cách chơi của bộ sản phẩm Coban Gino. Tiếp theo là bậc thang siêu cấp. Với bậc thang siêu cấp này, các bạn có thể dễ dàng đo được chiều cao, bật nhảy của dòng chiến xe Coban Gino. Và nhân vật chính của chúng ta xuất hiện dưới đây. Trên tay mình đây là một chú chiến xe Coban Gino. Và hãy xem cách sử dụng của chiến xe này nhé. Đầu tiên, lên dây cóp bằng cách kéo về đằng sau. Xuất phát. Đối với các bạn yêu thích dòng sản phẩm chiến xe Coban Gino, hãy nhanh chân đến với các đại lý Unstore hoặc các nhà sách trên toàn quốc để sở hữu bộ sản phẩm chỉ với giá 138.000 đồng nhé. Và đặc biệt, chúng mình sẽ dành tặng bộ sản phẩm Coban Gino cho bạn nhỏ may mắn nhất, like share clip ở chế độ công khai và comment một con số bất kỳ tại ngay dưới clip này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các em hãy like và subscribe kênh Cartoon Thế Giới Hình nhé.